ngân hàng mà ông Dương Công Minh làm chủ tịch lãi gần 2.700 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý 2 của ngân hàng Sacombank, lợi nhuận trước thuế đạt 2.688 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán lại giảm mạnh, khiến tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Sacombank chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 7.164 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong quý 2 năm nay tăng lên đáng kể so với cùng kỳ, tăng thêm cả 1.000 tỷ đồng. Nhưng Sacombank đã giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm tới 65%. Đây là yếu tố chính giúp ngân hàng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Dương Công Minh ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Trong nửa đầu năm, Sacombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.342 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt hơn 50% mục tiêu của cả năm.